Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài CBN để theo dõi tin tức cập nhật buổi tối. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tin tức Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, truyền thông Bắc Hàn khen ngợi liên hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn ngày hôm nay cho biết Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump có tiếp tục có liên hệ thân cận và tin tưởng nhau, được ông Kim gọi là liên hệ đặc biệt. Thông tin trên được đưa ra sau khi Bắc Hàn hồi đầu tháng này phá vỡ cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Hoa Kỳ ở Thụy Điển, đẩy cuộc thương thảo giải trừ hạt nhân vào lại bế tắc. Bắc Hàn đổ lỗi cho Hoa Kỳ, nói rằng các nhà thương thuyết của phía bên kia không bỏ quan điểm và thái độ lỗi thời của họ. KCNA cho hay, ông Kim cho biết ông thành thật hy vọng mối liên hệ thân cận này sẽ giúp vượt qua mọi trở ngại giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ, thúc đẩy liên hệ song phương theo hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trái ngược với ông Trump, các chính khách ở Hoa Kỳ Thịnh Đốn và các nhà hoạch định chính sách Bắc Hàn của chính phủ Hoa Kỳ vẫn thù địch Bắc Hàn, không rõ lý do, không bỏ thái độ chiến tranh lạnh và thành kiến. Ông Kim đặt thời hạn chót là cuối năm nay cho cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Hoa Kỳ. Và cháy rừng lan tràn từ miền Bắc xuống miền Nam California. Ở quận Los Angeles, Nam California, ngọn lửa cháy rừng được thấy chạy ngược trên triền đồi và hiện đang đe dọa những căn nhà sau khi những bụi rậm bốc cháy gần Santa Clarita vào hôm qua. Trên toàn tiểu bang, 40.000 người đã phải di tản. Nhân viên cứu hỏa đang gặp khó khăn kiểm soát các ngọn lửa khi chúng bao trùm nhà cửa ở cả miền Bắc lẫn miền Nam tiểu bang. Gió lớn thúc đẩy hỏa hoạn và được chờ đợi sẽ tệ hơn ở miền Nam tiểu bang này vào cuối tuần. Trong khi đó, ở phía Bắc, trận hỏa hoạn Kincaid Fire bắt đầu vào hôm thứ Tư đã thiêu rụi 16.000 mẫu, tức khoảng 6.500 hecta ở quận Sonoma, một trong những quận nổi tiếng trồng nho và sản xuất rượu vang. Trong khi đó, miền Nam, thì trận hỏa hoạn Tick Fire ở quận Los Angeles đã thiêu rụi ít nhất 5.000 mẫu ở vùng Santa Clarita ở phía Bắc. Trận hỏa hoạn Old Water Fire ở quận San Bernardino đã làm đóng cửa xa lộ, trong khi phía Bắc một vụ cháy cỏ ở quận San Mateo đã thiêu hủy 95 mẫu khác. Cơn hỏa hoạn nguy hiểm nhất, Tick Fire, xảy ra ở khu đông dân nhất vùng, nơi ít nhất 40.000 cư dân của khu Santa Clarita đã phải di tản. Các trường học trong khu học Los Angeles Unified School District loan báo đóng cửa vào hôm nay vì phẩm chất không khí và an toàn. Vẫn tin liên quan thưa quý vị, hơn nửa triệu căn nhà và cơ sở thương mại ở miền Bắc California vẫn bị cúp điện. Trong khi lửa cháy lan tràn, cũng vì điều kiện khí hậu thì hơn nửa triệu khách hàng ở miền Bắc California vẫn bị cúp điện của công ty Pacific Gas and Electric, viết tắt là PG&E, và của công ty Southern California Edison có thể bị cúp điện tuần này vì các công ty này đang tìm cách ngăn ngừa hệ thống điện cũ kỹ của họ có những xịt lửa có thể gây nên cháy rừng. Nhà dự báo thời tiết Mark Chinat nói, gió Santa Ana tệ nhất đến vào chiều hôm nay và sang đến ngày mai, và với gió giật có thể lên đến 55 miles một giờ. Ở một số vùng ven biển có thể lên đến 75 miles một giờ. Các cột điện sẽ bị đổ và tạo sẹt lửa cho cây cỏ khô héo. Trên 308.000 khách hàng trong 7 quận kể cả Los Angeles, San Bernardino, Ventura ở miền Nam California đang được tính đến việc cúp điện. Việc cúp điện có thể bắt đầu từ hôm nay. Và trong khi đó, PG&E đã cúp điện ở 15 quận, ảnh hưởng đến 178.000 khách hàng. Công ty nói rằng có thể cúp thêm điện cho một phần của quận San Mateo và quận Kern vào 1 giờ trưa hôm nay, ảnh hưởng thêm 1.000 khách hàng khác. Còn công ty San Diego Gas and Electric cũng đã ấn định hơn 41.000 khách hàng của họ có thể bị ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa có cúp điện hôm nay. CVS, Rite Aid và Walmart rút phấn trẻ em Johnson & Johnson loại chai 22 ounce xuống khỏi kệ hàng thưa quý vị. CVS Health và Rite Aid đã rút toàn bộ phấn trẻ em Johnson & Johnson loại chai 22 ounce khỏi các cửa hàng sau khi Johnson & Johnson từ tuần trước đã thu hồi một số chai phấn vì nguy cơ nhiễm amiang.
Walmart cũng rút xuống và ngừng bán chai phấn trẻ em 22 ounce của J&J tại các siêu thị của họ, trở thành nhà bán lẻ thứ ba ngừng bán sản phẩm này. CVS hôm thứ Năm cho biết họ cũng sẽ ngừng bán loại phấn này online để phòng ngừa và tránh làm khách hàng hoang mang. Những loại chai phấn có trọng lượng khác vẫn bán bình thường. Johnson & Johnson tuần trước cho hay họ thu hồi khoảng 33.000 chai phấn trẻ em ở Hoa Kỳ sau khi cơ quan quản lý y tế Hoa Kỳ tìm thấy dấu vết của amiang trong mẫu thử lấy từ một chai phấn mua online. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên Johnson & Johnson thu hồi phấn trẻ em vì nguy cơ nhiễm amiang và lần đầu tiên cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ công bố kết luận amiang trong sản phẩm. Amiang là chất gây ung thư liên quan đến bệnh u trong tiểu mô, hay còn gọi là mesothelioma, và được thu hồi tự nguyện chỉ áp dụng cho một lô phấn trẻ em sản xuất và bán ở Hoa Kỳ vào năm 2018. Voi được giải cứu khỏi đầm lầy ở Ấn Độ. Dân làng và lính cứu hỏa đã giải cứu một con voi cái bị mắc kẹt trong một đầm lầy ở phía đông nam Ấn Độ hôm thứ Năm. Con voi bị tách khỏi đàn và đã bị mắc kẹt trong một đầm lầy sâu đầy nước bùn trong nhiều tiếng đồng hồ. Dân làng đã phát giác và thông báo cho các quan chức lâm nghiệp, cảnh sát và các quan chức cứu hỏa có khả năng cung cấp các công cụ để giúp giải cứu con voi. Theo nhân viên nhà ga tại trạm cứu hỏa Otara, Pakohokuma, họ phải mất 2 đến 3 giờ để giải thoát con voi này. Được biết, Ấn Độ là quốc gia có nhiều voi, song gần đây thường xuyên có tình trạng loài động vật to lớn này bị sa lầy ở các vùng nước lớn hoặc đầm lầy và dẫn đến tử vong. Các nhà nghiên cứu Anh vỏ điện thoại bằng da nhân tạo. Thôi là nha. Kính thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Anh bọc vỏ điện thoại bằng da nhân tạo. Các nhà nghiên cứu đã làm ra một chiếc bọc điện thoại thông minh bằng da nhân tạo giống như cảm ứng để xem người dùng phản ứng với nó như thế nào. Loại da có hai phiên bản, đơn giản và mịn màng hoặc siêu thực và nhăn nhó. Các nhà nghiên cứu cho biết họ không có kế hoạch tiếp thị da, thay vào đó thì nó được thiết kế để cho phép họ nghiên cứu phản ứng của người dùng với lớp phủ bên ngoài như da thật, như vậy trên một thiết bị điện tử. Họ nói rằng vỏ bằng da thật sẽ cho phép các hình thức tiếp xúc mới cho người dùng với các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính xách tay và bàn di chuột. Nhóm các nhà nghiên cứu tại Bristol bao gồm Mark Tessier, người trước đây đã phát minh ra một ngón tay robot gắn vào điện thoại di động. Vâng, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Một lần nữa, Ngọc Quỳnh kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng của đài CBN. Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại tiếp tục với tin Việt Nam và đời sống. Cảm ơn quý vị.